Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh Thuận Tính. Video này tôi hướng dẫn các bạn là cách khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Vivo i12s V2026 nhỉ. Trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc thì các bạn phải sao lưu ảnh, video, danh bạ, tin nhắn v.v. vào bộ nhớ đám mây hoặc thẻ nhớ hoặc chép sang máy tính nhé. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ về trạng thái xuất xưởng ban đầu. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống dưới cùng, chọn hệ thống. Ta sẽ kéo xuống chọn tùy chọn đặt lại đây. Ta sẽ chọn dòng cuối cùng, xóa mọi dữ liệu và đặt lại toàn bộ, đặt lại thiết bị. Đây, nó sẽ nhắc lại các bạn lần nữa. Các bạn dữ liệu mất không thể khôi phục nhé. Nên các bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện, phải sao chép trước nhé. Xóa tất cả dữ liệu này. Nó sẽ hỏi lại một lần nữa đây. Mình sẽ ấn. Bây giờ các bạn đợi máy khởi động. Khoảng mấy phút máy khởi động lại nhé. Sau khi các bạn đợi khoảng 2 đến 3 phút thì máy xin thì chào mừng. Nói sẽ tiếng Việt này. Nếu các bạn bị tài khoản Google, bạn xem video hướng dẫn xóa của mình nhé. Ở đây ta sẽ chọn vào bắt đầu. Khu vực Việt Nam ta ấn tiếp theo. Đồng ý này. Mạng thì nếu các bạn không có bước này chắc chắn bạn bị tài khoản Google hoặc Vivo. Ta sẽ thiết lập mà không có mạng này. Tiếp tục. Cái này ta ấn tiếp. Xem thêm, chấp nhận. Ngay mật khẩu màn hình thì bạn bỏ qua. Tiếp theo, cái này thì bạn bỏ qua. Rồi, cái này thì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Sử dụng ngay. Rồi, như vậy là xong. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn cách khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Vivo i12s. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.